Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11. Phóng lên ngựa, kéo cây cung mạnh nhất. Khương Hàm Nguyên đến Vân Lạc. Vân Lạc tính ra diện tích không lớn, một tòa thành ấp nho nhỏ dưới núi tuyết, không quá mấy ngàn hộ. Nó vốn yên tĩnh như thế, ở đây, cho dù người ở nơi đâu chỉ cần đưa mắt là có thể trông thấy đỉnh ngọn núi xa xa phía nam thành quanh năm tuyết trắng minh mang. Lúc trời nắng, mặt hồ dưới núi như một chiếc gương, có thể phản chiếu rõ ràng khuôn mặt con gái vân lạc xinh đẹp rực rỡ như hoa. Hơn 20 năm trước, thừa dịp các nước trung nguyên chiến loạn, người địch phía bắc nếm được ngon ngọt từ các châu sóc, hằng, yến cướp từ trong tay nước tấn xong ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại dòm ngó tây quan đại ngụy, ý đồ chiếm các thành phiên vùng này làm thuộc quyền, coi đó làm bác cầu để phong tỏa tây quan nước ngụy lúc đó vùng vân lạc vị trí hiểm yếu liền đứng mũi chịu sao ông ngoại khương hàm nguyên lúc ấy một mặt dẫn hai ngàn dũng sĩ cả nước anh dũng chống cự mặt khác phát tin cầu viện về mẫu quốc đại ngụy khi đó võ đế còn chưa để ý đến các vùng phía bắc nhưng cũng không chịu được khiêu khích đương nhiên công khai như thế mới phái quân ra bắc giúp vân lạc đánh lùi quân địch phía bắc xâm phạm tướng quân võ đế phái đi chính là khương tổ vọng ông xuất thân từ nhà tướng, có thiên phú quân sự cực cao, năm 18 tuổi đã nhiều lần lập chiến công trong cuộc chiến trinh phạt của võ đế, thành danh hiển hách. Giống như rất nhiều con cháu cao quý xuất thân từ thế gia khai quốc, ông đang tuổi trẻ nhiệt huyết, vì cơ nghiệp thiên cổ kiếm chỉ cửu châu của võ đế mà sôi trào không thôi, ước mơ có thể cao hơn một tầng, lưu lại dấu ấn huy hoàng thuộc về mình trong đó, ghi tên sử sách. Vị tướng quân trẻ tuổi đại ngụy này, anh Tuấn Dũng cảm kiên cường, ý chí hăng hái, hấp dẫn vô số ánh mắt con gái Vân Lạc. Ông đã yêu cô gái Vân Lạc xinh đẹp nhất nhà họ Yến, lấy nàng, đưa về kinh thành. Chuyện xưa luôn luôn mở đầu rất tốt đẹp, hai vợ chồng trẻ lưỡng tình tương duyệt, tuy gần nhau thì ít xa cách thì nhiều, nhưng cũng nếm trải một quãng thời gian hạnh phúc. Vài năm sau, Yến Thị sinh được một cô con gái ngọc tuyết đáng yêu. Bà mong loạn chiến chóng rừng, thế thì chồng bà cuối cũng sẽ không cần xa nhà đi chinh phạt, mới đặt một nhũ danh cho con gái gửi gắm nguyện vọng, hủy hủy. Hủy, là thần thú thời thượng cổ trong truyền thuyết, xuất hiện, thiên hạ bình định giàu có. Trốn kinh thành phồn hoa hơn xa Vân Lạc, song Yến Thị dần dần bắt đầu nhớ vùng quê xa cạnh hồ bên núi tuyết kia. Đến thọ thần của lão thành chủ, Khương Tổ Vọng vừa lúc về Trường An, xin triều đình nghỉ phép, tự hộ tống bà về thăm nhà. Và thế là, vợ chồng đưa con gái còn trong tã lót lên đường về thăm người thân. Vốn mọi việc vô cùng thuận lợi, sau một hồi lặn lội đường xa, chỉ còn mấy hôm nữa họ liền có thể về đến Vân Lạc. Hôm ấy, chợt có người đuổi kịp, truyền một tin, trưởng công chúa Nam Khang Đương Triều mới xuất kinh đi đến đất phong, chẳng biết tại sao, nửa đường đổi tuyến, trùng hợp là cũng đi về hướng này. Ngọc Giá bà hiện dừng ở hậu phương Võ Thành, lệnh Khương Tổ Vọng đến yết kiến, bảo rằng có chuyện quan trọng. Bảy ngày trước, hai vợ chồng vừa đi ngang qua nơi gọi Võ Thành kia. Nam Khang là con gái cao tổ, nghe nói lúc bà ra đời, một con nai từ ngoài ô chảy qua kinh thành, có người biết tướng thuật bảo là điềm lành, quả nhiên, không lâu sau đó có tiểu quốc đến quy thuận. Vì thế cao tổ sủng ái bà, đặc biệt xây Mi Viên vườn nai cho bà, còn chú trọng tuyển rể. Sau khi võ đế cái vị đã phong bà làm trưởng công chúa, với nàng em gái này cũng muốn gì được nấy. Trong kinh bấy giờ, trưởng công chúa Nam Khang quyền thế che trời, còn Mi Viên người người đổ xô chen vào. Đột nhiên trưởng công chúa xuất hiện nơi này, triệu chồng mình đến gặp mặt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì trong lòng Yến Thị hiển nhiên nắm rõ. Lúc còn ở trong kinh, trưởng công chúa mới quá chồng liên tiếp đến lấy lòng ông ấy. Lòng Khương Tổ vọng đầy không muốn, song còn e dè địa vị và uy thế đối phương, rốt cuộc vẫn không dám không nghe. Ở cách chỗ hai vợ chồng ở lúc đấy không xa có tòa thành nhỏ xương nhạc, có qua lại tốt đẹp với mấy đời vân lạc, canh phòng giúp nhau. Khương Tổ vọng đành phải đưa vợ con đến xương nhạc, dặn Yến thì yên tâm chờ mình trở về, sau đó vội vàng quay lại chạy đến Võ Thành. Ông nào biết, bắt đầu từ giây phút ông quyết định quay lại, tai họa đã giáng xuống đầu, làm thay đổi vận mệnh cả đời ông. Lão Vương Dương Nhạc đã khuất, Tân Vương kế vị bị mật sứ Bắc Địch gửi đến thuyết phục mà giao động tâm trí, mưu đồ phát triển thế lực của mình ở đây sau này, mấy tháng trước đã bắt đầu ngầm qua lại. Thấy cơ hội này, bèn âm mưu bí mật ra tay trong đêm, giao người cho Bắc Địch. May thay, kế hoạch bị một người bản cũ của lão thành chủ thành vân lạc biết được báo cho yến thị yến thị bỏ hoa phục cải trang đem con gái lặng lẽ rời đi tìm cách ra thành nhưng may mắn không lâu chạy chẳng bao xa đã bị truy binh đuổi theo hộ vệ theo cạnh ngày càng ít dần cuối cùng chỉ còn yến thị ôm con bọc trong tả lùi đến cuối vách núi hết chỗ để lùi dưới vách núi vực sâu lởm chởm Tinh yến thị ngoan cường không muốn rơi vào trong tay người bắc địch càng không muốn biến mình thành công cụ để uy hiếp người thân. Bà cởi áo giày, gói chặt con gái yêu vào trong từng lớp một, vào khắc cuối cùng của sinh mạng, bà cầu nguyện thánh thần núi tuyết bảo hộ cho con, sau đó, dùng hết sức bình sinh, ném con qua một dải rừng rậm mọc trên vách núi xa xa, rồi thả người nhảy xuống. Đến chừng Khương Tổ Vọng chạy về, đã là hơn nửa tháng sau. Dưới vách núi tìm được Yến Thị, tất nhiên là thịt nát xương tan. Không chỉ thế, di thể cũng bị thú hoang thi nhau cắn xé tha đi quanh đó chỉ còn sót lại mấy miếng áo trong và xương vụn lẻ tẻ tình trạng vô cùng thê thảm bé gái cũng không thấy tung tích chỉ thấy trong rừng rậm gần đó vài dấu chân sói linh tinh cùng một miếng tã rất xa xa ai cũng cho rằng cô bé đã bị sói ăn hết không còn hài cốt không ngờ sau mấy tháng cô được phát hiện may mắn còn sống sót xuất hiện trong một hang sói đơn độc cách rừng hoang mấy mươi dặm như một kỳ tích Cô được một thợ săn trong lúc đuổi theo dấu vết của sói vô tình phát hiện, nghe nói lúc ấy cả người bẩn thỉu, ngủ cạnh sói cái. Khương Tổ Vọng nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy vết bớt mới nhận ra con. Sói cái bị xua đuổi, cô bé được bắt về rồi, sói cái vẫn chậm chạp mãi không chịu rời đi, theo sau xa xa. Khương Tổ Vọng bảo người đừng làm tổn thương, nó theo sau một quãng thật dài, cuối cùng chắc đã biết không thể nào đoạt lại đành chu lên thương tâm rời đi. Mà ngày ấy vị trưởng công chúa mới quá chồng cho gọi Khương Tổ Vọng. Chuyện quan trọng. Đó là, nghe nói hôm trước trên đường gặp phải thú hoang, công chúa Trấn Kinh Lâm bệnh, đêm ngủ khó yên, cần viên tướng quân Vũ Dũng của đại ngụy này theo hộ giá. Khương Tổ Vọng bệnh nặng nôn ra cả máu, sau khi lành bệnh, võ đế để thể hiện đền bù, đã ban hôn cho ông và trưởng công chúa Nam Khang. Khương Tổ Vọng lấy cơ đã từng thề độc với người vợ đã khuất đời này tuyệt đối không cưới người khác mà từ chối võ đế cũng không miễn cưỡng, làm chủ cho trường công chúa chọn dề tốt khác, việc này xem như qua đi. Về sau, khi những khao khát ngày xưa của ông đã qua, liên tiếp lập nhiều công lao trói mắt trong chiến sự thống nhất cửu châu của võ đế, ông tự xin đi đến chấn thủ biên cương phương Bắc, làm bạn với bão cát, thổi một phát đã 20 năm, từ đây, chưa từng quay lại kinh thành một bước. Đây chính là cái kết cuối cùng của chuyện xưa. Năm ngoái, ông ngoại của Khương Hàm Nguyên người cả đời trông coi giữ vững tòa thành nhỏ ở núi tuyết hết lần này đến lần khác, cũng đã đi hết đường đời của mình. Cậu của cô Yến Trọng lên làm thành chủ, ông là một người tính khi nóng nảy ăn nói lớn tiếng, kế thừa trung thành và vũ dũng đời đời kiếp kiếp của Yến Thị. Ông càng xem Khương Hàm Nguyên làm vinh, biết tin cô đến, tự mình ra khỏi thành đi đón trong cùng ngày. Khi mọi người gần cửa thành trông thấy cô, xôn xao dừng việc đang làm trong tay, phóng đến từ bốn phương tám hướng tranh nhau hành lễ với cô. Quãng đời ly kỳ lúc bé cô trải qua, với người khác, là hóa thân chẳng lành, biểu tượng kinh khủng, song ở trong mắt người thành vân lạc, cô lại là thần nữ được thần linh bảo hộ. Đúng vậy, nếu không thì, bé gái còn trong tã làm sao có thể sống sót, còn biến thành vị dũng tướng khiến cho kẻ địch nghiến răng thống hận hôm nay. Ông cậu chứng kiến một màn, cười to sảng khoái, dơ roi chỉ vào những người dân trong thành đang nguyên đón cô cháu hủy hủy con xem, người vân lạc chúng ta kính trọng dũng sĩ. Bọn họ kính con còn hơn cả ông cậu này, ai nấy đều mong con ở lại mãi. Đây chính là nhà của con. Khương Hàm Nguyên mỉm cười cảm tạ dân trong thành, giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt bao quanh, phóng ngựa vào thành. Vị trí địa lý thanh mục tắc quan trọng, lại bị nước ngụy đoạt lại, Nam Vương Sĩ thư vì bại một lần kia, tự mình chấn giữ u yến các nơi. Năm ngoái ông ngoại qua đời, Khương Hàm Nguyên đang dẫn quân quần nhau tác chiến với một nhánh quân địch đang mưu đồ đoạt lại thanh mục tắc nên không thể chạy về. Do đó ngày rỗ năm nay vốn định đến sơm, ai ngờ giữa đường gặp trắc trở, mãi đến hôm nay mới thành. Yến Trọng chuẩn bị đích thân đưa cô đi tế tự. Cậu, để con tự đi ạ, à. năm ngoái con không về được, năm nay lại lỡ dịp. Con muốn hầu cạnh ông ngoại mấy ngày. Yến Trọng biết tình cảm giữa cô và ông ngoại sâu đậm, bèn không miễn cưỡng đi cùng, gật đầu bảo được chỗ lão thành chủ yên giấc nằm ở sơn cốc ngoài thành. Đây cũng là đất đời đời kiếp kiếp yến thị trôn cất cốt, khi trời nắng, từ cửa cốc có thể nhìn thấy núi tuyết và hồ gương đối diện. Khương Hàm Nguyên một mình ở lại trong một túp liều tranh đơn sơ, nằm dưới đất kia, cùng với ông ngoại, còn có cả người mẹ cô chẳng nhớ nổi dáng vẻ. Song cô biết, mẹ thật sự từng tồn tại, một phần nơi này đã chôn vài miếng áo vụn và mấy khúc xương tàn kia. Bà hẳn là đã có mùi hoa lan trầm tĩnh, làn da ấm áp, giọng nói dịu dàng. Bà là cô gái dưới chân núi tuyết đẹp nhất, hồ gương kia còn lưu lại khuôn mặt xinh đẹp bà từng soi kia. Đúng vậy, Khương Hàm Nguyên có thể nhìn thấy tất cả, cũng giống như là cảnh con sói cái từng cho cô bố cô luôn thấy trong mơ. Một đứa bé gói trong tã lót tầng tầng lớp lớp, mang theo trọn lời chúc phúc của mẹ, xuyên qua một ngọn cây tươi tốt, lúc rơi xuống mắc vào một đám lưới kết lộn xộn, lơ lửng giữa không trung. Nhỏ bé, đơn độc, một ngày một đêm, vì đói khát cô bé khóc mãi không ngừng. Ký ức cô bé bảo mình, chỉ cần khóc, sẽ có một người tản ra mùi thơm dễ chịu dịu dàng ôm lấy mình, cho miệng mình dán lên bầu ngực mềm mại mà ấm áp của người, sữa tươi ngọt ngào sẽ đốt no mình. Xong lần này, rốt cuộc người ấy vẫn không đến, cuối cùng cô tự dãy rủa dùng tay chân nhỏ bé của mình trèo khỏi khối vải lót, rớt từ ngọn cây té thẳng xuống dưới một lùm cây thật dày. Đây là lần đầu đời cô bé một mình đối mặt thế giới này, tìm người phụ nữ kia khắp nơi. Cô bé khóc đến khàn cả giọng, cuống họng khàn đặc, mãi đến lúc không bò nổi nữa, nằm thoi thóp, một con sói cái đã đến. Đấy là một con sói cái trẻ, lần đầu làm mẹ, không may, sau khi ra ngoài kiếm ăn về phát hiện không thấy sói con của mình, trong ổ chỉ còn lại một vũng máu. Sói mẹ mất con bi thương mà phẫn nộ, nỗi đau căng cứng sữa càng làm nó nôn nóng bất an, nó tìm kiếm con khắp nơi, đến nơi đây mới phát hiện một đứa bé của loài người đang nằm trên đất. Nó nhào tới, cắm vút nhọn thật sâu lên tấm lưng non mềm của đứa bé. Ngay lúc nó cúi đầu định cắn cổ vật nhỏ, đứa bé loài người kia chợt người thấy mùi sữa không ngừng rỉ giọt từ đầu ti dưới bụng sói cái. Là hương vị của mẹ, cô bé bị đói khát và bản năng sinh tồn mãnh liệt thúc đẩy, quên đi đau đớn trên lưng, há to mồm, vồ vập ngậm lấy, dùng hết sức bú mút, nuốt từng ngụm từng ngụm cảm giác dòng sữa tươi được thông bỗng nhanh chóng làm tan dục vọng cắn xé của sói cái nó chăm chú nhìn đứa bé loài người đang bú sữa mình ánh hung dữ trong mắt dần tan lặng lặng đứng thẳng nhận đứa con bú sữa mình chờ cô bé cuối cùng đã ăn no nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nó liếm chỗ máu trên lưng đứa bé vừa bị mình cầm ra máu ngậm lấy kéo bé rời đi giấc mơ chật chuyển khương hàm nguyên nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp bà ôm đứa bé thật chặt trong lòng hốt hoảng chạy trốn đầy chật vật cuối cùng bà chạy đến đường cùng, đứng trên mép vách đá, những người kia đã ép đến gần. dừng lại, đừng tiếp tục mơ nữa, cô không muốn mơ tiếp. trong giấc mơ khương hàm nguyên tự nói với chính mình, cố dẫy dụa cho tỉnh lại. thế nhưng mỗi một lần thế, giấc mơ đều vẫn thâm trầm hút cô lại, giống như người nàng lọt vào vòng xoáy, không thể tránh thoát. là chị hại chết cô, là họ nói. ban đầu cô đã ẩn nấp được rồi, người xấu đi hết rồi, là chị khóc lên. Chị Hải chết cô. Một đứa bé trai chừng 4 năm tuổi thương tâm gào khóc, dùng giọng chát chúa gào lên với Khương Hàm Nguyên. Cậu nghĩ mãi không rõ, ông nội với cha, vì sao đều đối với bà chị mãi đến mấy năm sau mới mở miệng nói chuyện này còn tốt hơn mình. Dừng lại, đừng mơ nữa. Trong giấc mơ Khương Hàm Nguyên lại ép mình tỉnh lại lần nữa. Nhưng cảnh trong mơ vẫn không chịu kết thúc. Khương Hàm Nguyên lại nhìn thấy ngọn thiết kiếm nhai ở ngoài đại doanh Tây hình quang quần thuộc cô đứng trên đỉnh đón gió thả người nhảy xuống như từng làm như thế rất nhiều lần đầm nước dưới vách núi ở trong mơ cũng lại biến thành vách đá lởm chởm lần nữa một lần nữa cô nặng nề đập xuống máu như luyện đỏ phun tung tóe cô thịt nát xương tan cả người cho đến chỗ sâu trong linh hồn không chỗ nào không đau đớn đến tận cùng người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia một khắc bà chết đi là gặp chính cảm giác này bà đau đớn chừng nào chứ máu ngày càng nhiều đến cuối cùng đã không còn phân biệt nổi là máu của người phụ nữ kia máu của đồng bào đã chết trận hay là máu bắn ra từ cổ kẻ địch bị chặt đầu chỉ còn lại mưa máu đầy trời tưới lên cô từ đầu đến chân thành một người bằng máu mùi tanh nồng kia thẩm thấu thật sâu vào từng lỗ chân lông trên da cô rửa không tan vĩnh viễn không tan đi cô có rút cả người thành một cuộn tròn cứng cứ như một khối đá đông lạnh trong băng tuyết không thể khóc, mình trong mơ lại tự nhắc nhở chính mình lần nữa. Từ sau khi biết tiếng khóc của mình giết chết người phụ nữ kia, cô phát lời thề, vĩnh viễn sẽ không khóc nữa. Cưới trên ngựa, sắn lên cây cung mạnh nhất, nắm cây đao vững trái nhất. Vì thế, mới có thể bảo vệ tất cả những ai cần cô bảo vệ. Mi mắt nhắm chặt của Khương Hàm Nguyên bỗng khẽ động đẩy, chưa mở mắt đã trở tay rút đao bên mình, từ cơn ác mộng lặp đi lặp lại vô số lần từ nhỏ đến lớn này cô đột nhiên ngồi thẳng dậy chị tỉnh rồi à là em nắng chiều ảm đạm một thiếu niên gầy yếu đứng ngoài mấy bước thấy thế hơi lùi lại cha phái em đến mời chị về yến thử nhìn đôi mắt sát khí đầy tơ máu trước mặt dè dặt nói là cậu em đến sát khí trong mắt khương hàm nguyên lùi đi hơi mờ mịt nhìn quanh mặt trời đã lặn về phương tây cô dựa vào tấm bia trên mộ mẹ cứ thế ngủ thiếp đi Cô nhắm mắt, chậm rãi thở dài ra một hơi, thu đau. Là tin đến từ chỗ cha chị à? Cô hỏi, giọng khàn khàn dã rời, thoảng như một mảnh lụa bị xé toang. Đúng ạ, à, phản tướng quân tới đón chị này. Chú ấy nói, viên sứ đón dâu trong kinh đến, muốn đón chị đi. chương 12 Ta là quân cờ trên bàn cờ của y. Phản kính chờ ở ngoài cốc, thấy Khương Hàm Nguyên đi ra, chào đón. Viên sứ rước dâu đã đến, Hoàng môn thị lang Hà Thông. Chức quan bình thường này lo việc cung nội, là kẻ hầu của hoàng đế, trong lo cố vấn đối nội, ngoài lo giúp đỡ thường ngày, người giữ chức quan quan hệ gần gũi, thường là trọng thần mà hoàng đế tín nhiệm hoặc là tôn thất bên ngoài. Giờ phải về liền sao? Khương Hàm Nguyên hỏi. Từ nhạn môn xuất phát, nếu lấy tốc độ đại đội này đi đêm nghỉ, cần hơn tháng mới có thể đến kinh. Huống hồ từ đây đến nhạn môn cũng mất vài ngày. Hà Thị Lang nói, ngày cưới là do thái sử đo thiên thời xem lịch sao chọn ra ngày lành tháng tốt, nên tốt nhất. Ông dừng đoạn. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Cháu hiểu rồi. Cô quay đầu, nhìn ra phía tây bắc xa xa. Phản kính nhìn theo tầm mắt cô. Ở đó có hòn núi gió thổi ngàn năm mà hóa đá. Trên vách núi hiện đầy hang to to nhỏ nhỏ như tổ ong, trên có ma nhai sao. Đang lúc hoàng hôn, ma nhai kia lặng lặng nằm trong ánh tà dương trời chiều. Từ xa nhìn lại, sáng cam một mảnh sao kinh văn, chữ, tượng Phật khác vào vách núi. Mọi người về thành trước đi, sáng mai tập hợp, cùng đi. Phản kính lại ngó ma nhai trên núi đá tắm trong ánh tà dương như ngộ ra điều gì, xong không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nữ tướng quân, thưa vâng, quay lại dẫn người đi. Một vòng nắng chiều cuối cùng rơi xuống đỉnh núi, sắc trời đột nhiên tối lại, quả đen ồn ào bay quanh đỉnh núi đá chọc. Nơi chân núi, có con đường bằng đá đơn sơ thông lên trên núi, cuối con đường là một chùa hang không biết người tu hành triều đại nào theo thế núi tạc ra. Lúc này bên ngoài hang đá, một cặp cha con từ trong thành đến đang xoay người, tỏ lòng cảm kích với người đối diện. Đó là một nhà sư trẻ, khoác áo đai mỏng cộc tay, chân sỏ giày cỏ, vì gầy gò, hốc mắt y hơi lõm, song vì thế mà ánh mắt càng thêm sáng ngời. Trên mặt chàng nở nụ cười, tay chắp trước ngực, trả lễ với hai cha con kia. Người con cảm tả vô vàn xong, sách thảo dược, dìu cha theo dọc đường mà xuống. Họ phải về thành cho kịp trời tối, chợt thấy Khương Hàm Nguyên đứng một bên, nhận ra, bận rộn đỡ nhau đi tới, hành lễ với cô. Khương Hàm Nguyên biết hẳn hai cha con này là từ thành Vân Lạc tới đây tìm thầy thuốc, liền gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Nhà sư đưa mắt nhìn hai cha con rời đi, xoay người vào hang đá, đang tính đi vào, bỗng, thoáng như cảm giác được gì, trần trừ một lúc, dừng bước nghiêng đầu. Khương Hàm Nguyên đứng nơi cuối thềm đá như bậc thang trời. Hoàng hôn từ bốn bể bùa lấy cô, cô nhìn nhà sư mỉm cười, cất bước, theo thềm đá đi tới. Vô sinh, ta lại tới. Cô nói, nhà sư tên vô sinh nhìn nàng chăm chú, cũng cười, vỗ tay. Tiểu tăng chờ tướng quân đã lâu. Vị sư này sống một mình trong động ma nhai từng có một đoạn chuyện xưa bí ẩn không ai biết đến. Chàng vốn xuất thân từ một đời hoàng thất đã tàn, con út của vua, thông minh từ nhỏ, lướt qua có thể thuộc lòng lòng. Năm chàng 6 tuổi, đất nước bị đại ngụy tiêu diệt, chàng may mắn sống sót, kết duyên với tỷ khưu trở thành đệ tử đích truyền của một vị cao tăng đến từ thiên trúc, từ đó cắt đất hồng trần, đổi tên vô sinh, lấy ý từ chân lý vô sinh vô diệt. Nhiều năm về sau, cao tăng viên tịch, khi đó, vô sinh tuổi tuy còn trẻ song đã đạt đến tiền học y bát, tinh thông phản văn, thành tựu cao thâm, tiếng lành đồn xa, hộ quốc tự ở Trường An cũng nghe danh, phái sứ giả mời chàng vào chùa chủ trì giảng kinh, nhưng chàng buông bỏ tất cả, bước lên con đường người nào đi qua đều đầy khổ hạnh, bão cắt rèn luyện, du hành về phương Tây. Ba năm trước, rốt cuộc chàng đã lấy được kinh quay về phương Đông, đi cùng với một đội khách buôn, không ngờ khi đi ngang qua vùng này lại gặp được một đám kỵ binh nước địch cướp bóc. Bạn đồng hành bị giết ào ào, người địch thấy chàng là tỳ khưu, tạm để lại mạng, xong lại tùy ý lăng nhục. Đang phút sống còn, là Khương Hàm Nguyên dẫn theo binh sĩ như thần binh từ trên trời giáng xuống, cứu chàng, dẫn đến đây. Sau khi vết thương tốt lên, chàng dừng bước, nương thân ở động ma nhai do tiên nhân vô danh nào để lại, vừa tiếp tục tu hành, vừa phiên dịch kinh văn. Vị tỳ khưu này sống một mình ở động ma nhai ngoài thành chẳng những tinh thông phạn văn, còn giỏi dược lý, lâu ngày, dân chúng chung quanh từ từ đồn ra, rồi thường xuyên có người đến tìm chàng xem bệnh. Chàng chưa từng khước từ, về sau còn chừa một góc hang chuyên dùng để chứa các loại thảo dược mà chàng trèo non lội suối hái về bào chế thành. Cứ thế, loáng một cái, không ngờ đã ba năm trôi qua. Bảy biển trong hang so với lần trước Khương Hà Nguyên đến không mảy may thay đổi. Ngoại trừ đám thảo dược là một chiếc bàn con, một ngọn đèn, bút mực giấy nghiên, một phiến giường đá, một lớp chăn đay mỏng xếp trên giường, một chiếc giường mây cũ kỹ, ngoài hang có một chỗ đơn sơ khác để hốc lửa, nấu ăn nấu nước bên cạnh chữ mấy miệng túi lương thực. Đây là toàn bộ, cung ứng cho nhu cầu nguyên thủy nhất để một người có thể duy trì sự sống. Chỗ duy nhất phong phú, chính là một kệ sách chất sách kinh bằng tiếng phản, ngày ngày ngắn ngắn, không nhuốm bụi trần. Có thể thấy cách chủ nhân yêu mến hàng ngày. Khương Hàm Nguyên từng nhờ cậu mình cách một quãng thời gian lại cho người đưa ít tiếp tế đến, lại bị vô sinh nhã nhận từ chối, không để cô phải bận tâm. Chẳng ăn uống đơn giản, nếu ngồi nhập định, bảy ngày 7 đêm không ăn không uống. Chàng cười nói, dù mình không lao động thu nhặt, chỉ dựa vào những lương thực mà thỉnh thoảng dân chất phác trong thành bị bệnh đến chỗ chàng đưa tới, cũng đủ để no bụng. Khương Hà Nguyên biết tư tưởng, không không, sao trong chèo của chàng, thiên long hộ niệm, sở cầu không phải những vật ngoài thân của phàm nhân này, sau đó không nhắc lại. Sao một trong 18 tư tưởng bát nhã Phật giáo đại thừa? Vô sinh khoanh chân ngồi sau bàn nhỏ trong hang, trong đèn dịch kinh văn khương Hàm nguyên ngồi dựa vào một bên động ma nhai nhìn ra đỉnh núi tuyết nơi xa còn vương sợi nắng ban ngày đến khi đêm tối hoàn toàn buông đỉnh núi hoàn toàn biến mất cả người cô cũng bị bóng đêm bao phủ lấy vô sinh ngài biết không ta phải gả chồng cô bỗng nói bàn tay cầm bút trên giấy cuộn của vô sinh hơi khựng lại một chấm đen từ ngòi bút nhỏ xuống chàng ngẩng đầu thoáng nhìn bóng lưng màu xanh ngồi ở cửa động chậm rãi cúi đầu, tiếp tục đặt bút nơi chấm đen. Chấm đen biến mất. Thật ư, chàng trả lời. Đúng thế, trước kia từng gặp người đó. Năm đó ta 13 tuổi, khi đó y còn thiếu niên, ta thấy hình như y thích cười. Vô sinh, ngài từng thấy cảnh đang lúc trời trong, gió từ núi tuyết thổi mặt hồ gương, nước hồ lăn tăn gợn sóng rồi chứ. Chính là cảm giác khi thấy y cười. Nhà sư lại ngừng bút, suy tư. Tiểu tăng chưa từng thấy qua chàng trầm giọng nói. Hôm nào ngày rảnh, có thể đi xem thử, nước hồ đẹp phi thường. Đương nhiên, ắt là y đã sớm quên đã từng gặp ta. Thật ra đừng nói là y, ngay cả ta, nếu không phải giờ đây y đến gặp cha ta cầu thân, ta đã quên từ lâu. Dù gì, chuyện đã bao lâu rồi chứ, ai mà cả ngày nhớ chuyện dâu ria như thế cả ngày, ngài nói đúng không? Tướng quân nói đúng lắm. Vô sinh ở sau lưng cô tiếp tục cúi đầu dịch kinh ngọn đèn tù mù chỉ hơi lay động vô sinh ngài có biết vì sao y cưới ta không giọng xa xăm của nàng lại truyền đến hẳn là y có lý do vô sinh đáp phải y đặt thiên hạ trên ván cờ trên đó còn có hoành đồ và đại nghiệp ta là quân cờ trên bàn cờ của y song ta lại bằng lòng làm một quân chốt trước ngựa của y cam tâm tình nguyện vô sinh ngài biết vì sao không nhà sư lại ngừng bút suy tư bất kể vì sao y là một người có phúc. Cuối cùng chàng nói, bóng lưng màu xanh kia thẳng như nở nụ cười, vì câu này của vô sinh. Vô sinh, lòng ngài có tuệ đăng, bình thường ngài luôn đúng, xong lần này, ngài sai rồi. Y vì thế đã bỏ ra cái giá rất lớn, mất tình yêu đời hắn, sao có thể gọi là có phúc. Cầu người được người, cũng là phúc duyên. Vô sinh ở sau lưng cô đáp. Cô lại cười nhẹ nhàng, vì một câu nói này. Thật ra ta vốn từng định đối mặt với y một lời, vì ta thật không cam lòng chịu an bài chỗ ta như vậy. Song sau khi gặp y, ta lại đổi ý, y làm người sao mà vô tình, tâm tính sao mà cứng rắn. Người như y, vì đạt được mục đích, có thể tuyệt ước muốn con người, có thể phá núi, có thể nứt biển. Vô sinh ngài tin không, ta bị dạng người này thuyết phục, ta không thể không thành toàn suy nghĩ của y, bởi vì sở tưởng sao của y, cũng là sở tưởng của ta, cho nên, ta đổi ý. Sao tạm truyền, mong muốn, suy nghĩ của bản thân. Cô dừng lại, lần thứ ba, tự cười, mà lần này là cười tự diễu. Được rồi, hôm nay ta nói quá nhiều, không nói những việc này nữa, ngài cũng sẽ không hiểu. Vô sinh, thế giới của ngài cách thế tục quá xa. Ngài sinh ra đã khác người bình thường, cao cao tại thượng, rũ nghi tử bi. Sứ mệnh của ngài là người truyền bá Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, là người tương lai trở thành thích giả vĩ đại, nhận quỳ lạy phù phục của người đời ta không nên nói mấy loại này với ngài, quấy dày thanh tịnh của ngài. Cô có thể, bất kể cô muốn nói gì, đều có thể. Sau lưng vọng lại tiếng trả lời. Khương Hàm Nguyên quay sang, nhìn thấy ở chỗ sau động ma nhai ánh đèn tù mù hắt ra một chiếc bóng mông lung. Vô sinh không nhìn cô, vẫn thấp đầu, tiếp tục viết kinh văn của chàng, vừa viết, vừa đối thoại với cô. Cô nhìn một lát, nhìn quanh hang đá khô lạnh đến tận cùng nơi đây, lắc đầu đôi khi ta không hiểu lắm vì đâu ngài không đi cứ mãi muốn ở lại trốn hoang vu này. chàng ngừng bút chậm rãi ngừng đầu trong ánh đèn tù mù xa xăm nhìn cô. đây là tu luyện của tiểu tăng. chàng đáp dịch kinh cũng là trách nhiệm trọng đại cả đời của tiểu tăng. chỉ cần có bút có mực bất kể người ở nơi đâu đài sen bảo cảnh cửu hoang chi giá với tiểu tăng mà nói đều giống nhau. chàng nói xong buông bút tướng quân. Ta có thể tụng kinh cho cô, cô còn muốn nghe không? Trước đây cô từng nói, giọng tụng kinh của chàng vô cùng hay. Dẫu cô nghe không hiểu chàng tụng gì, nhưng không quan trọng, cô thích nghe tiếng chàng tụng kinh. Khương Hàm Nguyên gật đầu, "Muốn, như vậy thì tụng bộ kinh trong tay tiểu tăng này đi, giảng hóa sinh thiên đạo." Phật Đà tuyên giảng, lấy đó, bàn về hàng chư thiên ma ngoại tà, diệt mọi phiền não kiên cố kim cương như là có tình, cắt tất cả chướng ngại trong mùi hương thảo dược đắng thoang thoảng cùng tiếng tụng kinh trầm tĩnh không nhanh không chậm của vô sinh khương hàm nguyên tựa ở cửa động đá từ từ nhắm nghiền đôi mắt chàng tiếp tục tụng mãi đến khi cô hoàn toàn chìm trong giấc ngủ mới ngừng đứng dậy lấy chiếc chăn đay mỏng trên giường đá đi đến cạnh cô chàng xoay người chăm chú ngắm cô ngủ nhẹ nhàng đắp chăn đay lên vai cô chàng quay lại khoanh chân ngồi xuống một bệ đá bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống một đêm trôi qua, bình minh, đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên vách đá dựng đứng ngoài cửa động ma nhai, chàng chậm rãi mở mắt. Cửa động, bóng người màu xanh đêm qua từng nghe chàng tụng kinh đã rời đi, giờ phút này, nơi đó trống trải, không để lại chút tung tích. Tầm chăn đay đắp cho cô sưởi ấm, cũng được xếp lại ngay ngay ngắn ngắn, trả lại trên giường đá. Cô yên giấc một đêm, hừng sáng canh năm tỉnh lại. Tâm thức vô sinh thanh tỉnh, cảm nhận cô yên lặng rời đi, nhưng không lên tiếng, nói lời từ biệt cô. Không cần từ biệt, nếu có một ngày nàng lại muốn nghe tiếng y tụng kinh, dĩ nhiên nàng sẽ còn trở về. Còn nếu có một ngày nàng gặp một thứ khác có thể thay thế tiếng tụng kinh của y, bên bờ âm thanh ấy, nàng có thể ngủ lấy bình yên, dĩ nhiên nàng sẽ không trở về. Khi đó, y liền có thể rời đi. Tu luyện của y cũng đạt được viên mãn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 13 ta sẽ về. Hoàng môn thị lang hà thông dẫn theo đội ngũ đón dâu rầm rầm rộ rộ đến quận nhạn môn, tin tức trường ninh tướng quân được đón vào trong kinh đại hôn với nhiếp chính vương, đã truyền khắp đại doanh tây hình truyền ra, ai ai cũng biết. Song đối với quan binh thanh mục tác chú đóng ở mấy trăm dặm phía bắc xa xa, tin tức lại lạc hậu vô cùng. Mãi đến sáng sớm hôm đó, sau khi tào thao sao kết thúc, rốt cuộc mới truyền đến. Hơn nữa, nghe nói mấy ngày này, trường ninh tướng quân phải khởi hành vào kinh luôn. Sao tập thể dục buổi sớm? Lần này toàn bộ binh doanh thanh mục tác vì đó mà vang dền, giống như là nồi nước sôi. Sau buổi tào thao bình thường người người tranh nhau chen lấn như ong vỡ tổ đầy áp trước nhà bếp, hôm nay trước cửa lại trong trong vắng vắng có thể giang lưới bắt chim. Các binh sĩ khắp nơi tụ tập, nghe ngóng tin tức nhau, bàn tán không ngừng. Từ nhà bếp một người đi tới, tay dài chân dài, phanh rộng ngực, trong tay cậu cầm hai chiếc màn thầu lớn, trong miệng còn cắn một chiếc, vừa đi vừa ăn, nhìn quanh, một binh sĩ trẻ tuổi vóc người gầy gò bắt đầu chạy giống như báo săn, chính là người được Dương Hổ cứu trong hành động đuổi bắt người địch lần trước tên hiệu khỉ Trương Tuấn, băng băng lao tới cậu, cao giọng kêu to. Dương Hổ, Dương Hổ, mi còn ăn nữa hả? Có chuyện lớn không ổn rồi? Gì gì, trời sập hả? Có sập, ta cũng không thể để bụng đói được. Dương Hổ cắn một miệng lớn màn thầu sáng nay sao thế, không thấy đói bụng à, vừa giải tán ta đã lao đến, bình thường mấy bọn mi đều như quỷ chết đói, sao sáng nay không có ai đoạt với ta thế. Không phải, không phải. Hai tay Trương Tuấn xua loạn, thân sắc hoàng sợ. Mi sao thế, gặp quỷ à, tướng quân phải gả, tướng quân gả chồng, tướng quân nào mà gả chồng, đầu ngươi hỏng, là của chúng ta đó, bảo là phải gả cho nhiếp chính vương. Bịch bịch hai tiếng, màn thầu trong tay dương hồ rất xuống đất, hai con mắt trợn tròn như trung đồng, chân rán trên mặt đất, không nhúc nhích. Bị hù luôn ha, ta cũng vậy đó, lúc vừa mới nghe, như xét đánh luôn. Vẻ mặt Trương Tuấn cực ủy hoài. Cha mẹ đều mất lúc cậu còn niên thiếu, để có miếng cơm ăn mà dấn thân vào quân ngũ. Bởi tai thính mắt tinh, nhạy bén hơn người, sau khi tòng quân được nữ tướng quân chọn chúng, nhận huấn luyện đặc thù truy tung và xem xét dấu vết. Hiện giờ cậu dẫn đầu một tiểu đội trinh sát, lần trước có thể đuổi kịp kỵ binh người địch đốt xiết sạch kia nhanh như vậy là dựa vào bản lĩnh của cậu. Nói vậy, là ngay cả đơn độc hành động gặp thiên quân vạn mã người địch trước mặt, cũng không kinh hoàng như tin tức cậu mới tình cờ nghe được. Tựa như bỗng chốc bị rút tim cốt, bảo trời sập, thật không đủ. Dương hổ rốt cuộc phản ứng lại, miệng khẽ động, màn thầu lớn ngậm trong miệng cũng rớt, nhanh như chấp lan một vòng dưới chân cậu. Mi dốc thôi lắm. Không thể nào, sao tướng quân có thể gả được? Mặt Dương Hổ tái luôn, hú lên quái dị. Là thật đó, bảo gì mà đại quan đón dâu đã sớm dẫn người tới luôn rồi. Người bên đại doanh Tây Hình biết từ lâu cả rồi, chỉ có chúng ta là còn mơ mơ màng màng, xong rồi xong rồi, đầu cũng bị mất rồi, sau này không biết chúng ta sẽ bị đuổi đi đâu mà lăn lộn. Trương Tuấn nhắc tới không ngừng. Dương Hổ ngây người một lát, bỗng đẩy Trương Tuấn đang lo lắng, cất bước liền đi. Dương Hồ Mi đi đâu vậy? Trương Tuấn hô theo bóng lưng cậu. Tìm tướng quân, ta muốn hỏi cho rõ ràng. Dương Hồ hét lớn. Trương Tuấn sừng ra, co càng đuổi theo. Chờ chút, ta cũng đi. Có người dẫn đầu, rất nhanh. Quan binh càng tụ càng nhiều, cuối cùng tất cả đều đi theo Dương Hồ mạnh mẽ ra ngoài. Doanh phó đang tạm thời cầm quân trong doanh quãng thời gian này tuổi tác lớn hơn, dĩ nhiên làm việc trưởng chặt hơn đám mấy tên lỗ mãng này, thấy thế ra ngăn cản xong ngăn thế nào được cả đám kia đầy xúc động sắn tay áo quyết tâm ra khỏi khuôn viên thanh mục doanh xa xa nhìn thấy một đội người ngựa từ phía đối diện trên đường đi tới rất nhanh đã đến gần vừa hay là khương hàm nguyên trở về mấy binh sĩ thấy cô về từ từ yên tĩnh trở lại phản kính đi cùng khương hàm nguyên dừng ngựa quét mắt qua đám binh sĩ chắn cửa khuôn viên đến chật như nêm quát làm gì thế định đi đánh nhau à đám người mới vừa máu nóng sông lên đầu, lúc này thấy chủ tướng về, không dám lên tiếng, dối rít rụt đầu, ngó Dương Hổ. Dương Hổ nhanh chân bước ra. Tướng quân, bọn hắn đều bảo cô sắp phải lấy chồng, là thật sao? Cậu lớn tiếng hỏi Khương Hàm Nguyên trên lưng ngựa. Phản kính nổi giận. Làm càn, trong mắt Dương Hổ ngươi còn có quân kỳ không? Phạm thừa, dám can đảm nói vậy với tướng quân. Tôi mặc kệ, coi như hôm nay có chặt đầu tôi, tôi cũng phải nói mặt cậu đỏ bừng lại quay sang khương hàm nguyên tướng quân đồng y đồng bào cộng sinh cộng tử đây là ba năm trước cô đã nói khi lập đội cảm tử tiền bộ tôi dương hổ là đứa báo danh đầu tiên hiện giờ bọn tôi người vẫn còn cảm tử tiền bộ cũng đổi thành thanh mộc doanh hôm nay tất cả bọn tôi đều lấy thân ở thanh mộc doanh làm vinh nếu cô muốn bọn tôi tấn công dù phía trước là núi đao bọn tôi cũng không thèm trước mắt giờ quay đầu cô lại muốn đi lấy chồng. Nói đến đây, gần như là cậu gào lên. Tôi mặc kệ hôm nay người cô gả là ai, đừng nói nhiếp chính vương, có là hoàng đế, tôi cũng phải nói. Lời còn văng vẳng bên tai, tướng quân cô lại bỏ bọn tôi mà đi lấy chồng, cô phản bội bọn tôi. Câu nói cậu vừa buông, vùng cảnh cửa khuôn viên hoàn toàn tĩnh mịch. Đám binh sĩ có kẻ âu sầu trong lòng, có người lộ vẻ kinh hoàng ra mặt. Trương Tuấn luống cuống, thật chẳng thể nào ngờ, Tên Dương. Hổ này thiếu thông minh quá, quả nhiên không hổ danh thất lang liều mạng, lại dám nói ra vậy, bèn nhanh chóng liếc qua ra ý với tống thời vận viên Bách Trường sao ngày thường vẫn giữ quan hệ tốt. Tống thời vận hiểu ý, hai người bước lên, một trái một phải nắm lấy cánh tay Dương Hổ, cùng nhấn một cái, đè người dạp xuống đất. Sao nhánh quân chia làm 10, 100, 1000. Bách Trường, trưởng đội 100 binh. Mi điên rồi hả, còn không mau xin tha. Trương Tuấn dì tai Dương Hổ. Dương Hổ đỏ cả mắt, ra sức dẫy ruộng, tránh thoát kiềm chế của hai người sau lưng. Lần này Trương Tuấn không khách sáo, hung bạo đạp mông cậu một phát, làm cậu trực tiếp cắm người xuống đất, thuận thế túng tóc cậu, dí mặt cậu vùi trong đất, để cậu không thể lên tiếng nữa. Dương Hổ ăn cả đống cát bụi vàng khô vào miệng, sạc đến ho khan. Tôi không phục, tướng quân cứ thế mà đi lấy chồng, bỏ lại đám bọn tôi, là sao? Đã nói rồi, đồng y đồng bào, cộng sinh cộng tử. Tay dương hồ này, một bên ho khan, mặt khác vẫn không chịu khuất phục, dãy ruộng xoay mặt lên, khàn giọng kiệt lực trách móc. Người chung quanh nghe thật rõ ràng, đầy im ắng. Trước đó phản kính đến, đoán chắc rằng người thanh mục doanh đối với tin này sẽ có phản ứng. Nhưng ông nào ngờ, phản ứng tội này sẽ lớn vậy. Trong lòng cũng có chỗ xúc động, lại không mảy may biểu lộ ra mặt, nghiêm nghị hạ lệnh. Trói hắn giam lại, đợi xử theo quân pháp. Mấy thân binh cùng về trên đường cùng tiến lên, cùng Trương Tuấn Tống thời vận bảy tay tám chân, đang định trói người như đem mổ heo kéo đi, lại nghe Khương Hàm Nguyên mở miệng. Thả cậu ấy. Chủ tướng đã phát lệnh, cả đám lập tức buông tay. Dương Hổ nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc, nâng khuôn mặt nghẹt bùn cát, nhìn Khương Hàm Nguyên xuống ngựa, đi tới chỗ mình, dừng trước mặt, nghiêng người nhìn sang. Trương Tuấn đứng bên cạnh cậu lại đá mông dục cậu nhận lỗi, cậu cắn răng ngoẹo cổ nằm trên đất không chịu mở miệng răng co như thế một lát đám người nín thở bầu không khí càng thêm khẩn trương bỗng khương hàm nguyên gập người vươn một tay về phía dương hồ dương hồ trần trừ đôi chốc rồi từ từ giơ tay mình bị cô nắm chặt kéo một cái mạnh mẽ lôi người từ dưới đất dậy trong phút chốc dương hồ không rõ ràng lắm trần trừ đứng yên cuối cùng không kiềm được rõ ràng đã nói cậu lầm bầm hốc mắt đỏ lên giọng như có phần nghẹn ngào ấm ức. Đúng, đã nói, đồng y đồng bào, cộng sinh cộng tử, các cậu chưa, ta cũng chưa. Khương Hàm Nguyên bỗng đáp, Dương Hổ ngây ra, cô quay sang nhìn vùng đồi đất hoang lớn ngoài doanh trải. Vùng thanh mục nguyên này, trước đây vốn bị người địch chiếm, mãi đến ba năm trước cuối cùng chúng ta mới đoạt lại. Trận chiến đó, trong số người chết trận, người lớn nhất, 26 tuổi, nhỏ nhất, tuổi chưa qua 14. Ngay tích tắc này bọn họ nằm ngay dưới chân ta, hóa thành xương khô. Hôm nay, kỵ binh người địch vẫn còn cướp bóc dân ta, quốc thổ vẫn còn chưa đoạt lại, sao ta có gan dám can đảm quên bọn họ. Lời vừa dứt, cô đã rút một thanh trùy thủ từ ống giày ra, cả đám còn chưa nhìn rõ đã thấy cô sắn tay áo, ánh lạnh lóe lên, trên cánh tay trái nhỏ nhắn, đột một rách một vạch dài mấy tấc. Máu đỏ thắm từ miệng vết thương tuôn chảy. Tướng quân! Đám người kinh hãi, rối rít nhào đến. Khương Hàm Nguyên không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nâng lên cánh tay chảy máu, chậm rãi đi vòng, được nửa vòng, máu chảy ra từ cánh tay giọt giọt mà rơi xuống mảnh đất dưới chân, nhướng mắt. Ta Khương Hàm Nguyên, hôm nay dùng máu ta mà thề, ngày nào chưa đuổi hết kỵ binh người hồ, ngày đó thanh mộc doanh sẽ không giải tán. Ánh mắt cô quét từng khuôn mặt đối diện. Sau này nếu muốn giải giáp, hẳn cũng cùng nhau cởi xuống, ngựa thả Nam Sơn. Dầu hôm nay ta đi, ta sẽ trở về. Việc các người phải làm là thay ta bảo vệ thanh mục tắc cho tốt, chờ ta về, cùng uống máu địch. Giọng cô vang như sắt, vang vọng vào tai mỗi một người, vùng đất gần cửa khuôn viên mới đầu còn yên tĩnh, qua mấy hơi, đột nhiên, tiếng hoan hô vỡ hòa như sấm, dương hổ nhảy cao ba thước, chùi mắt cực nhanh. Làm tôi sợ muốn chết, tướng quân sao cô không nói sớm, tôi còn tưởng thật sự cô không cần bọn tôi, muốn đi sinh con với nhiếp chính vương gì kia nữa. Tốt quá, tốt quá, tướng quân cô nhất định phải về sớm chút đó." Khương Hàm Nguyên mỉm cười, gật đầu. Dương Hổ thật không tìm được kích động trong lòng, quay lại nhìn đồng bọn hô. "Trương Tuấn, Tống Thời Vận, thôi lâu, các anh em, bọn mi đều nghe cả rồi nha, tướng quân nói, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ về." Trương Tuấn, Tống Thời Vận, bách trưởng Cung binh thôi lâu, trên mặt có vết sẹo thật dài, ngày thường thầm lặng ít nói, lúc này đứng sau đám người nghe Dương Hổ gọi mình giật giật khóe miệng, xem như đáp lại. Dương hổ hô xong, nhớ cảnh mình vừa xúc phạm, không khỏi ngượng ngùng, chợt thấy cổ tay cô rũ xuống còn đang chảy máu, vội gào quân y. Quân y chạy tới băng bó cánh tay cho Khương Hàm Nguyên, cậu đứng ở bên để ý kỹ lưỡng, dướn cổ mong nhìn, than thở. Tướng quân, chỉ cần cô nói một tiếng là cô về, bọn tôi tin liền. Cô đâu cần thế này, đều tại tôi không phải tổn thương chốt da thịt này đối với Khương Hàm Nguyên mà nói, thật không tính là gì. quân y cũng xử lý xong rất nhanh, cô tự sửa sang cổ tay áo, không đáng để ý. Tôi, tôi đây tự đi lĩnh quân côn. Dương Hồ đỏ mặt, nói xong định đi ngay. Lần sau không được phá lệ, lần này miễn quân côn, phạt cậu tào thao mỗi ngày lâu hơn người khác một khắc, mãi đến khi ta về mới thôi. Cô mở miệng, Dương Hồ nhẹ nhàng thở ra. Không được, một khắc đồng hồ quá ngắn, hai khắc, cậu gào đầy lấy lòng. Khương Hàm Nguyên liếc cậu. "Cậu nói đấy?" Hai khắc, quyết không nuốt lời, cậu ưỡn ngực đầy vẻ kiên định. Khương Hàm Nguyên gật đầu. "Vậy thì hai khắc, không được thừa dịp ta không có ở đây mà lười nhác." "Vâng, cần tuân lệnh tướng quân." Dương Hổ giống to. Trương Tuấn sắp tới, đụng đụng vai cậu, nháy mắt ra hiệu. "Nói đi, vừa nãy không phải khóc đấy chứ? May mà tướng quân về." không thì chẳng phải mi lăn lộn ra đất khóc lóc om sòm rồi. Khuôn mặt búng ra sữa của Dương Hồ phát nóng lên, tất nhiên liều chết không nhận, sờ mông mình vẫn còn in dấu chân mới của tên kia, nhấc chân đạp trả. Quân lộn kiếp kia, nói đi, vừa rồi cố ý đạp ta bao nhiêu cái hả? Ta đếm hết nhé, lần trước ta không nên cứu mi. Đám chiến hữu bị hấp dẫn lực chú ý, dối rít vây quanh ồn á, thêm dầu vào lửa, chỉ ước gì hai tên đánh nhau, trong phút chốc cực kỳ náo nhiệt. Trương Tuấn co càng chạy. Còn chưa ăn sáng, nhanh, nhanh đi ăn đi, còn không đi, bị cướp sạch cả kìa. Lúc này cả đám được nhắc mới thấy bụng réo, lao nhau chạy đi giành ăn, vùng gần cửa khuôn viên quân doanh mới một chốc trước còn chen chúc chật như nêm, vèo vèo, người tàn cả. Phản kính âm thầm thở dài một hơi. Khương Hàm Nguyên chăm chú nhìn bóng các binh sĩ rời đi, lát sau, xoay sang phản kính. Chú Phản, lần này con về, là muốn nói với họ một lời chào con đi chỗ này giao trước cho chú phản kính vốn là gia thần của yến thị vân lạc vì lòng dũng cảm cương nghị trung thành từ lúc cô biết chạm đao bắn tên đã được lão thành chủ phái tới đi cảnh cô còn sung làm thầy dạy cung ngựa cho cô nhiều năm trôi qua với ông nữ tướng quân đã là chủ quân của mình tận đáy lòng ông cũng có tình cảm bảo bọc yêu mến sao đây là đầu tiên cô một mình đi xa tuy bảo ông tin tưởng nữ tướng quân nhất định có thể trở về xong đến cùng là khi nào thật khó nói dầu gì chỗ cô ấy đi là kinh thành người gả cho là đương kim nhiếp chính vương nói không lo lắng là không thể sao thì độc thú lớn liếm con non người lớn yêu mến con trẻ ông nén nỗi lo âu không bỏ được trong lòng tướng quân yên tâm mà tướng tất dùng mọi khả năng không phụ tướng quân nhờ vả khương hàm nguyên mỉm cười gật đầu tướng quân còn có một chuyện khương hàm nguyên nhìn sang phản kính nhìn sắc mặt cô, cẩn thận nói. Đại tướng quân nói, tướng quân cấm vệ trong kinh lưu hướng, là bộ hạ cũ của ông ấy, bao năm qua dù có quy định trở ngại trong ngoài không qua lại, nhưng giao tình xưa hẳn còn ít nhiều. Đại tướng quân bảo tôi nhắc cô, sau khi vào kinh, nếu có chỗ bất tiện, có thể tìm ông ấy. Đoán rằng ông ấy ít nhiều nề tình cũ mà giúp đỡ. Khương Hàm Nguyên không nói, chỉ nhìn thanh mục xoanh lần nữa, từng ngọn cây cọng có nơi đây, từng lá cờ lớn cờ nhỏ, cuối cùng thu ánh mắt, lên ngựa mà đi. chương 14 Nếu ngài ấy thắng nhiếp chính vương, nếu thật là vậy thì... Hai tháng sau, tháng riêng năm thiên hòa thứ hai vừa hết. Cái lạnh mùa xuân chưa giảm, tuyết đầy đường trường an. Ngày đại sự khiến cho bá tánh kinh thành nói say xưa cuối cùng đã đến. Hôm nay, đường kim nhiếp chính vương kỳ vương, sắp xước con gái an bắc đô hộ đại tướng quân Khương Tổ Vọng làm dâu, trường ninh tướng quân Khương Hàm Nguyên liên quan đến khương nữ ở kinh thành năm xưa chẳng ai biết đến vào ba năm trước ở quận nhạn môn thuận theo triều đình một trận chiến đại thắng lấy được thanh mộc nguyên tên cô mới được người biết đến nghe nói lúc ấy vì không muốn đánh một trận ấy chiến tướng dưới trướng khương tổ vọng không đồng ý kiến dưới ảnh hưởng đường hướng chiến lược trường kỳ lấy phòng ngự làm chủ của triều đình hiển nhiên các tướng cũng lấy bảo đảm phòng thủ chiếm đa số cô ấy lại như con nghé non mới sinh là một trong số thuộc phe chủ chiến số lượng không nhiều ngày đó, cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ, có thể đánh. Cuối cùng cô chờ quân lệnh trạng lập xuống, dẫn một đội quân cảm từ tiền bộ 300 người, đêm ra Tây Hình Quan, phát động tập kích, thành công xé rách tuyến phòng thủ của người địch. Theo đó đội quân tràn lên, giành đại thắng, đoạt lại tác điểm trọng yếu, cắt đứt hai bên phòng tuyến nối liền, sau đó thành lập thanh mục tắc, cô lãnh binh thường trú. Chính sau trận đó, tên tuổi cô chấn động lớn trong quân, không ai không biết, hai năm gần đây, hoàng tử nước địch Nam Vương Xí Thư đã từng mấy lần phái binh định đoạt lại thanh mục tắc, đều không thể thoải nguyện. Thực ra từ xưa đến nay, hiếm có nữ tử tòng quân, người xuất chúng như thế càng là phượng mau lân giác, nên khi chiến báo về đến kinh thành đã gây tiếng vang lớn. Lúc ấy minh đế còn tại vị cố ý hạ chỉ, phong hào trường ninh, khen thưởng riêng. Sau khi nổi danh, có lẽ vì cô thân gái, lại phách liệt trên chiến trường như thế, thế là thêm mắm dặm muối, tin đồn các thứ liên quan đến đứa con gái của sói chuyển thế đêm trăng hóa thân nghe mà kinh sợ, cũng càng đồn càng thật. Có điều qua một quãng, dần dần cũng đã bị người quên lãng, mãi đến gần đây, vì hôn sự này, cô mới lại trở thành nhân vật được trên dưới kinh thành chú ý nhất, thân cao tám thước, eo rộng mười vi sao, tiếng như kinh lôi, hổ đầu thái tuế, còn tiêu miệng có thể phun lửa, ngày đi tám trăm dặm, phải nói người trên phố nói đến nước bọt tung bay, cứ như chính mình tận mắt thấy về phần sói cái hóa thân, trăng tròn khát máu kia, không cần nói, đồn đến phụ nữ trẻ em còn biết. Sao vòng tay, độ dài của vòng khép kín hai ngón tay cái với hai ngón tay trỏ nối giáp nhau. Người người đều hiếu kỳ vô vàn, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay. Nghe nói, nhóm của nữ tướng quân đêm qua đã tới bờ sông Vị Kiều ở cửa Bắc Quang Môn, ở đó có khu dịch xã, mấy ngày trước đã dẹp người không có phận sự, vẩy nước rửa đường, dựng lều xung quanh cho lễ rước sâu dầu hôm nay đường cấm, thiên môn ti địa môn ti và cấm vệ các doanh đều điều động người ngựa, ven đường cứ mấy chục bước một người, song vẫn không ngăn được bước chân người nhiều chuyện. Kẻ rảnh rỗi không ngại đường xa, xôn xao ra khỏi thành chạy đến vị kiều, về phần trong thành, trên con đường lớn thông đến phủ nhiếp chính vương và vùng gần vương phủ sớm đã chật ních nam nữ già trẻ, đợi chờ nhiếp chính vương rước nữ tướng quân, cảnh náo nhiệt còn muốn bằng tiết nguyên tiêu. Khương Hàm Nguyên một mình ở dịch xã, một thân mặc áo cưới, đứng trước cửa sổ. Xa xa ngoài cửa sổ bóng cầu vồng ẩn hiện, đó là vị Kiều, bắc qua hai bờ nam bắc sông Vị Thủy, là con đường chính từ Trường An thông đến rất nhiều châu quận vị Tây vị Bắc. Trăm ngàn năm qua, muốn đi về phía Tây, hay Bắc, hoặc từ vùng ngoài xa xôi sông tới Điện Hoàng Kim, từ mạch trốn Hồng Trần Chính là nơi này, Trường An khách đến đến đi đi. Người thất ý thì uống rượu ly biệt, kẻ đắc ý thì vó ngựa phóng nhanh, ngày qua ngày diễn ra trên cây cầu cổ xưa trên sông Vị Thủy quanh đi quần lại, như nước sông dưới chân cầu, vĩnh viễn không dứt. Hoàng hôn dần dày đặc, tuyết động trên cành liễu rủ nơi đầu cầu, ngọn đèn lồng thứ nhất đặc biệt treo lên cho hôm nay chợt sáng. Tiếp đến, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, như muốn đan nhau lọt vào trong mắt, theo thứ tự đèn đầy cầu sáng lên, từng ngọn từng ngọn đỏ rực, như từng con mắt khổng lồ màu đỏ, trôi giữa màu tuyết nhàn nhạt trên không sông vị thủy, từ từ phiêu giạt. Nghe tiếng gõ cửa bên tai. Là thị lang hà thông tự mình đến mời, bảo địch xa sao rước dâu nhiếp chính vương đã đến, đang chờ bên ngoài. Sao, xe dùng lông chỉ trang trí dùng cho hậu phi cổ đại. Cô đã biết, một chốc trước, tai đã nghe tiếng nhạc lễ chuông vang trang nghiêm mà hòa nhã. Tránh ra, tránh ra. Xa xa người rảnh rỗi trường an chen nhau đứng ở chỗ cao ngóng nhìn xôn xao Hoàng hôn mở ảo, sắc đỏ đầy trời. Hai người hầu dẫn đường phía trước cầm quạt lông chỉ vàng, nghiêng giao nhau. Che chắn khương nữ, nhưng một khắc ngắn ngủi khi người bước ra liều lọng đó, thoảng như vẫn có thể nheo mắt nhìn đại khái. Dáng vẻ dường như cũng giống một cô gái bình thường, chẳng thấy bóng hình kim căng thân cao tám thước eo mười vòng tay trong truyền thuyết. Đám người lại hỗn loạn, thất vọng có, kinh ngạc có, hoài nghi có, tiếng kinh ngạc ôi trao liên tiếp. Địch xa đón cô đã dừng ngoài cửa, thân xe rộng, vàng bạc trang trí trước sau, vải đỏ phủ trên nóc xe, thêu đầy hoa văn vân địch bằng chỉ vàng đến cả trên vành bánh xe cao lớn, cũng sơn bằng mực đỏ, ánh lửa trượng chiếu rọi chung quanh, vàng son lộng lẫy. Khương Hàm Nguyên leo lên xe hoa, trong tiếng tán dương, màn xe phủ xuống, đại đội nghi trượng sao trước dẫn sau theo, trước xe một người mặc truy y sao sao vào chỗ, vùng roi, một hàng tuấn mã phía trước khoác lên kim lạc ngọc bí sao 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 liền lên vó, xe lăn tăn tiến lên. Sao vật trang hoàng nơi công đường, cung thất, dinh thự, hay rước theo kiệu, võng khi vua, quan ngự giá, gồm có tàn, lỏng, cờ, quạt, binh khí. Sao sao chiều phục cổ đại, dùng màu đen trắng. Sao 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 bộ hàm thiết dây cương khảm vàng ngọc. Trời tối hẳn, một vầng trăng tròn sáng như khay bạc treo lên trên bầu trời đêm trường an. Địch xa xuyên cổng thành mà vào, tiếng vui cười trộn lẫn gọi nhau, tiếng huyên náo chợt phóng đại như sóng lớn đánh từ bốn phương tám hướng tới, hoàn toàn đánh chìm mọi người phố xá Trường An, vốn đã nhà nhà thắp đèn, đêm nay càng thêm huy hoàng rực rỡ, lửa trượng chiếu sáng nửa thành, cướp đi ánh trăng, đỏ thấu tuyết đọng. Ánh sáng kia thấm qua màn gấm phủ ngoài xe, khiến trong xe mơ hồ, con người như trôi giữa cảnh trong mơ hư ảo. Bánh xe không nhanh không chậm lăn qua khe hở những viên đá lát đường, hơi sóc này. Từ khi Khương Hàm Nguyên lên xe đã thấy hơi dã rời, dựa vào nhắm mắt, bỗng, xen lẫn tiếng la liên hồi. Thiên tuế vĩnh an hai bên đường phía trước lại hô lên như sấm. Ấy là dân chúng vì phong thái của vị nhiếp chính vương đang cưỡi ngựa giữa đường, tự phát gieo hò. Mẹ, nữ tướng quân đâu, sao con chẳng thấy, ngày ấy sẽ hóa sói vào đêm trăng tròn ạ. À? Mẹ xem, đêm nay trăng tròn này, nếu ngày ăn thịt nhiếp chính vương, vậy phải làm sao đây? Giữa tiếng hô như biển phía trước, cạnh đoàn xe bỗng một tiếng kêu non nớt của trẻ con mơ hồ bay tới. Tiếng trẻ chưa dứt, đã chợt tắt, hẳn đã bị mẹ bên cạnh bụng miệng. Khương Hà Nguyên vốn bị xe ngựa trong chành muốn buồn ngủ, giọng kêu của đứa bé đổi lại đã làm cô tỉnh táo đôi chút. Đột nhiên cô cảm giác, chuyến đi thật dài, khiến cho người ta ngoài trừ mệt mỏi thì cũng chỉ có mỏi mệt này, hình như cuối cùng đã thoáng trở nên có mấy phần thú vị, bởi câu nói con trẻ hồn nhiên không kiêng kỵ này. Nghe nói thúc thận huy rất được lòng dân, xem ra đúng là thế, đêm trăng tròn, đến cả trẻ con ngây thơ trong thành trường an còn lo lắng dùm y yên tâm khóe môi cô hơi câu một vòng cũng không rõ là nói cho đứa bé lo lắng kia hay là cho bóng lưng đang đón nàng đến phủ nhiếp chính vương trong lúc này xem như cái người tên khương hàm nguyên kia thật sự có thể hóa thân đêm trăng, cô ấy cũng sẽ không ăn thịt người đó từ ngày đầu cô biết chuyện cô đã hiểu lên chiến trường trốn tu la này cô không có bất kỳ ưu thế trời ban nào ưu thế duy nhất của mình chính là nỗ lực nhiều hơn, tâm trí càng kiên nhẫn hơn người khác. Tay mài bong bật máu, thì sao nào, tự sẽ kết phẩy khép lại. Lại mài hỏng, lại chảy máu, lại kết phẩy, lặp đi lặp lại, cuối cùng sẽ có một ngày, đến khi cả hai tay phủ kín vết chai dày, sẽ không còn cảm giác được đau đớn. Năm ấy cô 13 tuổi, đọc binh thư, tham gia qua chiến đấu, giết qua người, lăn lê bò lết cả ngày cùng một đám quân tốt. Cô luôn im lặng, từ sáng sớm đến tối mịt, đầy mặt đầy cổ là bùn đất, trên người đầy vết bầm máu ứ, còn có mùi bùn đất trộn lẫn mồ hôi vĩnh viễn tắm rửa không sạch, xem ra, so với những tiểu tốt vì nhà nghèo không nơi nương tựa mà không thể không dấn thân sớm vào quân ngũ chẳng có gì khác biệt. Người chung quanh cũng quen thuộc với sự tồn tại của cô, đứa con gái được sói sớm từ bé của đại tướng quân, đương nhiên trời sinh khác hẳn người thường. Thẳng như cô đã trở thành một người siêu việt đặc thù về giới tính ngay khi rất nhiều người trong họ còn chưa tới, cô đã ở đó. Mùa thu, võ đế phái tam hoàng tử An Nhạc Vương Bắc tuần vùng biên giới, đến tây hình quan quận Nhạn Môn. Năm ấy An Nhạc Vương vừa tròn 17, chưa đủ 20, vóc dáng thiếu niên, mặt mũi tuấn tú mà trong trèo, cử chỉ cao quý mà thanh nhã, ai cũng nghĩ y sẽ cao cao tại thượng, Khương Tổ vọng càng lo lắng hơn cả. Bộ mặt người trong hoàng gia thế nào, ông quá rõ. Nhưng rất nhanh, theo an nhạc vương đến, mọi lo lắng đều tiêu tan, bất kể là trong yến ẩm y vừa tới đã xuống cùng quân sĩ trong doanh nói cười cùng uống tiêu sái hiền hòa, hay là tài năng và phong độ biểu hiện sau đó đều khiến trên dưới quân doanh lấy đó mà tin phục. Y dừng lại nơi này nửa tháng, Khương Tổ vọng vốn tưởng Y sẽ chỉ ở loanh quanh Tây Hình Quan để tuần sát, tiện bảo thành nội chuẩn bị một chỗ tinh xá, nào ngờ vừa qua ngày đầu, Y đã bỏ nghi trượng, xuôi theo bắc cảnh, đi khắp từng tác điểm trọng yếu, không bỏ sót một chỗ đến tối, nếu còn trên đường, liền cắm trại ngay đất hoang. Đến khi trở về, y lại ra tây hình quan, đến thanh mục nguyên lúc ấy còn bị người địch chiếm đóng, leo lên cao quan sát địa hình và bài bố phòng ngự đối diện từ khoảng cách gần. Hôm đó thời tiết trong xanh, chạm canh bắc địch rất nhanh phát hiện người ở chỗ cao bèn dẫn tới cung binh, cùng bắn liên tục, trong phút chốc tên bay đầy trời phóng từ phía đối diện tới, mũi tên dày đặc xé không vun vút, như trận bão, phủ ngay xuống đầu cách quá xa, đám tên cuối cùng chỉ phóng đến dưới sườn núi ở chỗ cao, cắm vào đất, nhưng chiến trận thế cũng đủ khiến người đẫm mồ hôi, trong đó không ít người biến sắc theo chúng, nhưng y lại đầy vẻ tự nhiên, tay chân không hề động mảy may. Quân canh giữ người địch cuối cùng từ bỏ việc bắn tên, song không cam lòng, bèn học theo trung nguyên lớn tiếng chửi rủa, tiếng mắng khó lọt tai theo gió mơ hồ truyền đến. Lúc ấy đám người đi cùng, có cả Khương Tổ Vọng, biến sắc, lên cơn tức giận sở an nhạc vương bị mạo phạm, định gọi công binh, lấy khiên bảo vệ, ra trước hơn 10 trượng tổ chức đánh trả. Như thế, tên nên có thể bắn tới đối diện, không ngờ, lại bị ngăn cản. Hôm nay có bắn chết toàn bộ đám tiểu tốt nhảy nhót trước mắt này, phòng ích lợi gì? An nhạc vương với vóc người thiếu niên còn mang theo mấy phần gầy gò, nhìn quân địch đối diện không ngừng chửi rủa, trêu cười nhục mạ, bình tĩnh nói thế. Đại tướng quân, tên tạm giữ lại, đợi ngày khác Cùng bắn trả cũng không muộn. Thật vậy, tổ chức bắn trà vốn chỉ đánh vì thể diện, chẳng có ý nghĩa thực tế. Khương Tổ Vọng An bài đến mức ấy cũng chỉ vì đối phương nhục mã qua mức, muốn trước mắt bao người bảo toàn thể diện vị hoàng tử trước mặt này thôi. Ông nào ngờ, đối phương lại thốt lời như vậy. Mặc dù chuyến tuần biên lần này đã khiến Khương Tổ Vọng nhìn vị hoàng tử thiếu niên này sinh ra rất nhiều kinh ý nhưng trong giây lát ông vẫn kinh ngạc khi đối phương biểu hiện vẻ ẩn nhẫn tỉnh táo không tương xứng với độ tuổi của y. An Nhạc Vương nói bình thản như lời thuận miệng, nhưng ngay khắc ấy, Khương Tổ Vọng chợt có cảm giác, thẳng như tương lai triều đình có thể có người làm chủ như An Nhạc Vương, vậy thì trong lúc sinh thời đời mình, sau 20 năm phòng thủ đằng đẵng mãi không thấy điểm đầu, có lẽ có một ngày, rốt cuộc ông có thể đợi được hy vọng xuất kích. Hiển nhiên, mọi chuyện chẳng liên quan đến Khương Hàm. Nguyên, có điều, cứng rắn mà nói, đúng là không hẳn hoàn toàn không có. Do An Nhạc Vương đến mà ông ngoại cô cũng sớm từ Vân Lạc chạy tới, dự buổi gặp mặt. Toàn bộ hành trình đã xong, ông ngoại ra về, cô đi đưa tiễn, đã đi thật xa xong còn lưu luyến không rời quay về. Nhớ lúc đó vừa chạng vạng tối, trời chiều như lửa, ở một chỗ hoang vắng cách đại doanh tây hình hơn 10 dặm trên đường về, đã gặp đoàn An Nhạc Vương. Y thường phục khoái mã, Ngọc Yên treo cung bên cạnh là người bạn phò mã đội úy Trần Luân đi cùng dẫn theo bảy tám tùy tùng đều là thị vệ cô biết tại sao y lại xuất hiện ở chỗ này việc khác đã xong ngày cuối trước khi về kinh muốn du hành một mình một phen bảo Khương tổ vọng không cần đồng hành lúc này đoàn người hẳn phải trên đường về không biết vì sao lại dừng ngựa giữa đường như đang bàn tính chuyện gì ngày đầu tiên y đến Khương hàm nguyên cách một đại đội lớn từ xa có nhìn thoáng y nhận ra người không muốn chạm mặt, chuyển ngựa định đổi tuyến đường rời đi, xong bị người đối diện nhìn thấy, một thị vệ gọi với về phía cô. Ngươi, tới đây. Khương Hàm Nguyên đành xuống ngựa, đi tới, thì lễ với người ngồi trên lưng ngựa được vây giữa kia. Lính của Tây Hình Đại Doanh. Y quan sát cô. Vâng, doanh nào, bộ tốt, bao lớn, 14. Cô nói dối. Mấy năm đó tạm thời chưa có chiến sự lớn, triều đình vì kế sách sinh sôi dân số, có điều khoản quan phủ không được chiêu mộ nam đinh chưa đầy 14. Song trong dân gian có rất nhiều nhà nghèo túng, hoặc vì miếng cơm, hoặc vì cầu công danh, vẫn có những nam đinh nhỏ hơn tuổi này dấn thân vào ngũ, nếu trong quân doanh cha ra, bình thường cũng mắt nhắm mắt mở buông tha. Khi đó cô, đứng thẳng, khó khăn lắm cũng chỉ bằng hung thất tuấn mã màu trắng y cười. Cô thấy y liếc qua vóc người mình, hiển nhiên không tin câu trả lời về tuổi của mình, xong cũng không tiếp tục truy đến cùng biết Linh Khâu chứ? Y hỏi. Linh Khâu là mộ của thời chiến quốc, quân vương đời thứ sáu của nước triệu, mặc hồ phục kỵ xạ, sách cương đeo cung, nam diệt trường kỳ lấy được Trung Sơn là vùng đất của Cường Lân, đánh tan ý đồ kiềm chế nước triệu mà Cường Lân lợi dụng Trung Sơn, bác thì đại phá quấy giày của họ lâu vùng lâm hồ, thiết lập con đường vô tận, anh hùng một thời không hai. Tiếc rằng việc nhà lại không quả quyết, ủ thành hỏa bên trong, cuối cùng lại lấy thân phận chủ phụ, tuổi tráng niên bị con trai bỏ chết đói trong cung xa khâu sau khi chết cũng không được vào vương lăng, bị chôn một mình ở vùng biên cương xa xa, xa xưa kia ông từng phóng ngựa rong ruổi để vô số văn nhân mặc khách ngày sau tưởng nhớ, yêu tư hoài cổ, bi khái không thôi. Khương Hàm Nguyên gật đầu, chỉ hướng đông bắc. Có một đường tắt, đường hơi khó đi, xong cưới ngựa một ngày là đến. Thiếu niên an nhạc vương theo hướng cô chỉ, nhìn ra hướng linh khâu xa xa trong nắng. Ngươi dẫn đường cho ta đi. Y quay đầu lại, nói. chương 15, nhan nhược chiêu hoa sao hoa nở vào sáng sớm biệt xanh của dâm bụt nhan như thuấn hoa dùng cho cô gái đẹp nè giờ cho khuôn mặt anh cũng tươi như dâm bụt luôn cần mỹ trời sắp tối rồi hay mai hãy đi trần luân bên cạnh thấy mặt trời lặn lên tiếng khuyên can thận huy ý kính cần khơi gợi cái đẹp nên tên tự y là cần mỹ lấy tên cúng cơm cũng hợp nhỉ khương hàm nguyên liền nghĩ đến quyển sách mấy tháng trước vừa học đang hơi thất thần nghe giọng thiếu niên lại vang bên tai. Triều Ung khắc định hòa loạn, dùng sức một người đưa nước Triều bước lên hàng thất hùng trong loạn thế, về công lao sự nghiệp đáng xưng vị đại vương hùng mạnh nhất, thật là không quá. Nếu mai mới đi, rồi hôm sau mới về, dòng giá hồi kinh bị chậm đi hai ngày, không ổn. Đã muốn đến, lại chỉ một đêm là có thể đến, không đi tế bái một lần, không khỏi tiếc nuối. Y quay sang bạn tốt giải thích. Trần Luân tên tự tử tính, là thế tử Chu Quốc Công, lớn hơn An. Nhạc Vương mấy tuổi, nằm ngoài anh ta lấy đường tỷ của An Nhạc Vương, là con gái của Hiền Vương, vì vợ đặc biệt được phong đến vị Vĩnh Thái Công Chúa, nên anh thành phò mã đô ý. Anh ta và An Nhạc Vương ngày thường quan hệ thân thiết, vừa là bạn giá, vừa là bạn già, vẫn luôn gọi tên riêng lẫn nhau, biết tính y, nếu đã nói thế bèn không khuyên can nữa, đồng ý. Khương Hàm Nguyên không muốn dẫn đường cho họ, cô cho rằng họ chỉ hỏi đường, có đi cũng phải để mai khởi hành, không liên quan đến mình, nên mới thuận miệng chỉ đường, nào ngờ vị an nhạc vương lại nói đi là đi, lên đường trong đêm. Biết vậy, đã bảo là không biết. Cô liền buồn bực bất động, định tìm lý do từ chối, tỉ dụ như nói, mình không nhớ rõ đường cụ thể, vừa định há miệng, y lại hiểu lầm, cho là cô lo không thể về doanh đúng hạn mà bị nhận trừng phạt, đưa mắt nhìn cô. Ngươi không cần sợ, đợi khi về nếu có ai hỏi, Bản vương nhất định sẽ giải thích cho Trời chiều ở biên cương Sắc nóng vàng rực còn vương lại chiếu Lên gương mặt đẹp của hoàng tử thiếu niên Cả khuôn mặt như phủ một tầng sáng rực rỡ Nhìn gương mặt trước mặt Như có ma xui quỷ khiến Cự tuyệt, khương hàm nguyên không thể thốt ra lời Cô há miệng Từ từ ngậm lại Cuối cùng yên lặng lên ngựa Dẫn đoàn người đi đến Linh Khâu Đi một đêm, chỉ tạm nghỉ ngắn ngồi giữa đường Cuối cùng, đến tảng sáng đã đến bên kia đồi vương khí hùng uy nước triệu cổ sớm đã bị gió cuốn đi theo năm tháng dài đằng đẵng lăng triệu vương xưa giờ đây chẳng qua cũng chỉ là một gò đất gối lên núi hoang thôi đang vào cuối thu đất bắc sắc trời không rõ trăng vẫn còn nhợt nhạt treo trên đỉnh núi người đứng ở đài cao dõi mắt ra xa chỉ thấy một vùng bỏ hoang mênh mang có trận gió thu lướt qua thổi cỏ hoang bờ lăng dì rào trồn hoang thỏ chảy khắp nơi đều hoang vu dầu đi đường một đêm xong nhìn An Nhạc Vương không hề mệt mỏi. Y đón gió sớm mang theo cái lạnh mùa thu thật đậm, đứng lặng trước gò đất hoàng long kia. Thật lâu sau, Khương Hàm Nguyên nghe thấy tiếng y trầm thấp thở dài. Tích niên công cái thế, kim ngã thu thảo hoàng, trước tử kiêu vương thổ, bất lão duy thanh sơn sao. Sao công lao cái thế năm xưa, năm nay cỏ thu ta đã vàng, rót. Rượu tưới vương thổ, chỉ có núi xanh không già đi y lấy túi rượu từ yên ngựa, mở bắc, dơ lên cao đối diện với gò đất trước mặt, tưới rượu lên đất vàng. Về thôi. rót rượu xong, y nói, quay đầu định đi. Trần Luân liền gọi thị vệ, Khương Hàm Nguyên cũng đi theo. Bỗng lúc này, một bóng nhạn từ phương Bắc bay về phương Nam xuyên qua một đám mây, xuất hiện trên bầu trời sớm mùa thu trong trẻo trên đỉnh đầu. Có vẻ như y bị khơi hứng, dừng bước, ngừng nhìn con nhạn trên không trung không rời mắt, nâng một tay lên thị vệ hiểu ý, biết rằng An Nhạc Vương lệnh mang cung tên của ngài đến, chạy đi, lấy một bộ cung tên treo trên góc yên, lại chạy vội về, dâng đến. Y cầm lấy, kéo cung cài tên, ngắm mũi tên theo hình bóng trên đỉnh đầu, chậm rãi di động, nhắm chuẩn đợi bắn. Nhạn trên không trung phảng như cảm thấy sát khí không rõ, đột nhiên hót một tiếng dài, như bi ai. Thiếu niên không chớp mắt, ánh mắt sắc bén, ngón cái trục cần tên hơi buông lỏng, ngay lúc y định bắn, trong đám mây vừa rồi không ngờ có con nhạn khác bay ra sau tiếng nhạn kêu to không dứt cực lực đuổi theo rất nhanh đôi nhạn tụ hợp vỗ cánh bay gấp khương hàm nguyên nhìn qua thấy y tiếp tục ngắm một lát nhưng tùy trung không bắn cuối cùng nới lỏng dây cung từ từ buông cung dường như từ bỏ ý định bắn nhạn cánh tay buông thõng song dường như y có phần không cam lòng hơi nhíu mày bỗng nâng cung cài tên lần nữa lần này y không do dự kéo căng cung Vút. Vũ. Vũ tiễn bay ra, xé không, như một luồng sáng trắng vọt lên đỉnh đầu, chớp mắt liền đến cạnh đôi nhạn, lại từ giữa trung công bằng thẳng thướng bay qua, lên cao mấy trượng, thẳng đến khi hết lực, từ không trung thật xa rơi xuống phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Dù vậy, cặp nhạn cũng bị kinh hãi, trong tiếng kêu to, cánh vỗ lung tung, lông rất là tả xuống mấy túm, xoay vài vòng tại chỗ, lúc này mới hơi định hồn sau chấn kinh, vội vội vàng vàng, cùng hốt hoảng bay tiếp lánh về phương Nam an nhạc vương lúc này mới buông cung đưa mắt nhìn đôi nhạn bay xa nở nụ cười trần luân thấy thế không hiểu cẩn mỹ đây là ý gì an nhạc vương ném cung tên về cho thị vệ giúp y lấy cung vốn tưởng chỉ là nhặn lẻ không ngờ lại là có đôi trời bắc giá rét phía trước nguy hiểm lại vẫn song song cặp đôi canh gác cho nhau đến tận đây thực là không dễ thôi thả đi có điều tên đã lên cung không lý rút về nên mới bắn ra dọa cho chúng giận mình, cũng không uổng phí một tên. Tính tình Trần Luân trưởng chạc, sau khi nghe xong giải thích, thấy hành động còn mang vài phần thiếu niên của An Nhạc Vương hơi đờ lưỡi, trong phút chốc không biết trả lời sao, đành không thể làm khác hơn nói. Tiến pháp cần Mỹ so với lúc trước, lại có tiến bộ. An Nhạc Vương cười to một tràng cười mở. Có vẻ như y là người hay cười. Tử tính chê cười rồi, chỉ là luận võ công, nghĩ rằng nếu ta có thể miễn cưỡng phân cao thấp với anh có lẽ cũng chỉ mỗi một môn cung tiễn trần luân cũng cười nói thật không dám gánh rồi điện hạ khiêm tốn trong lúc hai người họ nói cười thị vệ dắt ngựa tới y xoay người phóng lên sắn cương thu hàm đang định dục ngựa đi thì dường như nhớ ra tên tiểu binh dẫn đường đi theo một đêm kia quay đầu nhìn lướt qua khương hàm nguyên còn đứng tại chỗ ngóng nhìn đôi nhạn bay đi đó là một sáng sớm trong lành mùa thu phương bắc thường lệ, nhãn nam bay về hướng kia, trời mù sương tảng sáng, mặt trời còn chưa mọc lên khỏi đỉnh núi, nhưng ánh nắng cũng đã nhuộm dáng mây, khiến cho bầu trời xanh đậm cao xa kia cũng được thoa lên lớp lớp màu phấn trong suốt, hệt như một vạt anh đào đẫm sương ngày xuân. Cô từng vô số lần dậy sớm, thao luyện trong tinh mơ thế này, vùi đầu học tập các loại tác chiến và phương pháp giết người. Như đây là lần đầu trong đời, cô ngẩng lên nhìn, và rồi, cô thấy được một bầu trời buổi sớm cuối thu nhẹ nhàng trong trẻo vùng biên tái ê lên đường một thị vệ cao giọng thúc cô cô nhìn đến nhập tâm chợt nghe thúc giục quay lại an nhạc vương và mọi người đã ngồi trên lưng ngựa đang nhìn mình cô cất bước gượm đi lại thấy y bỗng đưa tay ngoắc ngoắc với mình cô đành đi tới chỗ y đứng cách mấy bước trước ngựa ngẩng đầu hỏi điện hà có chuyện gì còn có thể lên cùng không Khương Hàm Nguyên. Có thể, Khương Tổ Vọng luyện binh, quả là không tệ. Trần Luân ở bên cạnh sen vào một câu. An Nhạc Vương không tiếp lời, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua tóc ướt nhẹp vì xương trên cổ áo vì đi đường cả đêm, tiện tay cởi áo khoác ngoài bằng gấm dày màu khói xanh nhạt trên người, vứt sang cô. Hô! Chiếc áo khoác còn mang hơi ấm của nguyên chủ, đột nhiên phủ xuống vai lạnh của cô. Trong hơi thở cô cũng bị một mùi như trầm hương huân, cực kỳ nhạt nhưng quả thật là có, sộc vào. Khương Hàm Nguyên quen nghe mùi mồ hôi trộn bùn trên người mình, trong tích tắc lại không quen mùi hương nhẹ nhẹ sạch sẽ mà trầm tĩnh phủ lấy mình. Cả người cô đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp, vô thức nín thở. Áo khoác ngoài ném tới kia, so với đầu và vóc người cô khi đó cũng thật quá lớn, vừa khoác lên vai cô đã rớt xuống. Sắp rơi xuống tới đất, cô mới giật mình, chợt đưa tay, nắm chặt lấy. Dáng vẻ này rơi vào mắt y, chắc rất buồn cười. Y lắc đầu, lại mỉm cười, dưới bầu trời hưởng sáng còn mù sương kia, nhàn như chiêu hoa. Nhóc, cưỡi ngựa không tệ, dẫn đường cũng không tệ. Còn nhìn nữa, về thôi. Y dùng giọng khen ngợi nói một câu rồi lập tức bỏ lại cô, cưỡi ngựa đi. Khương Hàm Nguyên dùng mình một lát, bỗng hoàn hồn, lung tung quần áo khoác ngoài, cũng vội vàng lên ngựa, đuổi theo. Hôm đó chẳng vạng tối bọn họ mới về tới. Khương Hàm Nguyên không muốn để y biết được thân phận, về tới chỗ gặp nhau hôm qua liền từ sau đuổi kịp trả áo, lập tức chuyển hướng, định rời đoàn. Dừng lại. Cô chạy chưa được mấy bước, chợt nghe tiếng y sau lưng. Cô quay lại, thấy y cởi một viên ngọc bội bên hông ném qua mình. Nhóc, cảm tà đã dẫn đường, tuổi ngươi còn nhỏ, chưa đủ để nhập ngũ, thấy ngươi cũng ngây ngốc, nếu ra trận thật e là phải dâng cả mạng. Nếu vì nhà nghèo quá phải tòng quân, cầm cái này hồi hương, tìm viên quan lớn nhất nói là bản vương cho đổi vài mẫu ruộng chắc đủ về sau ở nhà phụng dưỡng song thân cho tốt đợi qua mấy năm cưới thê thất còn hơn là ngươi bán mạng trong quân ngũ thiếu niên kia nói xong liền sách cương phóng ngựa đi thẳng trần luân theo sát phía sau đám còn lại phần phật đuổi theo một đoàn phi nhanh về doanh dần biến mất trong tầm mắt trong tài bỗng ập tới một chàng gieo hò cực lớn khương hàm nguyên cảm giác xe ngựa giảm tốc độ cuối cùng từ từ dừng lại cô biết điểm kết của chuyến đi dài đăng đẳng này phủ an nhạc vương phủ xưa kia đổi thành kỳ vương phủ giờ lại gọi là phủ nhiếp chính vương phủ cuối cùng cũng đã đến chốc lát cánh cửa trước mặt cô này sẽ được người ở bên ngoài mở ra người đàn ông tên là thúc thận huy sẽ đưa cô xuống kết thúc buổi lễ sau đó là đêm dài rằng giặc chỉ có hai người mặt đối mặt cô nhắm mắt lần nữa thầm tính đại khái thời gian quay về cửa chính phủ nhiếp chính vương mở rộng trước cửa đèn đỏ treo cao nhìn vào trong, một lối đi thật dài, hai bên đỉnh đốt đầy đèn, như con rồng lửa, chiếu bên trong sáng rõ như ban ngày. Nhiếp chính vương xuống ngựa, đi đến xe hoa, sắp dẫn vương phi y vừa cưới bước vào cánh cửa này. Phò mã độ ý Trần Luân, kim tân trưởng thiên môn ti kinh thành và bạn giá của nhiếp chính vương nhiều năm, chuyện như đêm nay, tất nhiên là đi cùng đoạn đường này. Nhưng đoạn đường này, tinh thần anh ta căng thẳng hết mức, không dám lơi lỏng một chút sau khi tề vương thúc huy chết bất đắc kỳ tử vào thu năm ngoái văn kiện tố giác băng đảng tôn thất thành vương gửi đến triều đình không ngừng người liên lụy đông đảo ban đầu cả an bắc đô hộ khương tổ vọng cũng ở trong đó gọi là có bao năm tư giao với thành vương sau này khi tin nhiếp chính vương cưới khương nữ làm phi đã xác thực khương tổ vọng mới được bỏ ra khỏi danh sách vạch tội sau đó hai tháng sau cũng chính là cuối năm ngoái thành vương lại bị người tố giác gom binh mã riêng với chứng cứ vô cùng xác thực, Thành Vương biết không có đường lui, trong lúc vội vàng khởi sự ở Thanh Châu, không quá nửa tháng, sự bại, Thành Vương tự sát, một dòng con cháu bao gồm cả họ hàng vây cánh đều bị chu sát, còn lại buộc rời ra lĩnh ngoại, suốt đời không được về chiều. Dầu hỏa loạn đã trừ khử, chưa biết chừng có bỏ sót tàn nhiệt dư đảng mưu tính phản công. Ngày như hôm nay, lộn xộn đông người, sao anh ta dám lười biếng, cả đoạn đường từ vị kiều vào thành đến phủ nhiếp chính vương, ngoại trừ điều động cấm quân hai ti và minh vệ thông thường ven đường còn an bài cả ngàn trạm gác ngầm nghiêm mật giám sát theo dõi người xem hai bên đường và nhà cửa kể cả mái nhà phòng có người ẩn nấp sinh sự rốt cuộc cũng đến giờ nhiếp chính vương và địch sa nghi trượng của vương phi khương thị một đoàn người tầng tầng lớp lớp đã đến bên ngoài cửa chính phủ đệ bước vào cánh cửa chính này nghi lễ đám cưới long trọng cả một tòa thành để mắt đến đêm nay xem như vượt qua trọn vẹn trần luân đứng tại chỗ ánh mắt rời khỏi bóng lưng nhiếp chính vương đi về phía địch xa, quét quanh một lần. Hồn nghi tán lễ là do các quan viên tới từ lễ bộ và hồng lư, cả đoàn mặc quan phục, ai đứng chỗ ấy, đang chờ nhiếp chính vương đón khương nữ từ xe hoa xuống, đi vào. Đêm nay, các nhân viên có thể đứng gần ở đây, trên có các quan từ nhị phẩm trong chiều trước mắt, dưới có tùy hành và thủ vệ các bộ, toàn bộ đều được âm thầm tra xét để được ý kiến, không có bất cứ vấn đề gì. Trung quanh cửa chính vương phủ, lối đi trống trải, không có góc chết. Cuối cùng Trần Luân hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này, khi ánh mắt quét đến giao lộ đối diện ngoài mấy trượng bỗng khựng lại. Chỗ đó có đông đảo dân chúng trong thành tụ tập xem địch xa đón dâu đêm nay, toàn bộ đều đã bị ngăn ngoài chướng ngại xếp trước trên đường phía ngoài giao lộ. Nhưng hiện giờ lại thấy một đứa bé thoát ra khỏi đám đông. Từ chỗ Trần Luân nhìn lại, đứa bé có vóc dáng tầm 6-7 tuổi, xem thì có vẻ là nghịch ngợm tránh khỏi mắt người lớn, một mình tung tăng về phía bên này. Không đợi Trần Luân phát lệnh, chỗ gần giao lộ nhất lập tức có hai thủ vệ bước lên định ngăn đứa bé lại. Không ngờ, đứa bé vấp ngã, người nhào xuống đất. Thủ vệ xoay người định bắt, đứa bé chợt cuộn tròn cả người như một khối tổ trên mặt đất lan xuyên qua dưới đũng quần một người, rồi tiếp tục lăn tới phía trước, tốc độ nhanh lạ thường. Đôi người Trần Luân bỗng co rút. Anh ta đã nhìn rõ, đây không phải một đứa bé, mà là một người lùn trong tử quán và nhạc phường rộng khắp Trường An, không thiếu những người dùng cơ thể không chọn vẹn mua cười để đổi lấy sinh kế. Nhưng xuất hiện ở đây đêm nay, ngụy Trang thành một đứa trẻ, thân phận gì, đã rõ. Bảy tám thủ vệ khác quanh giao lộ cũng đã kịp phản ứng, cùng với hai bạn mới vồ hụt, cùng phi thân lên, dũng mãnh lao tới người lùn đang lăn, nhanh chóng vây kín. Người lùn bị ép dừng lại, xong, ngay giây phút đó, rút từ dưới áo ra một cây nỏ. Tích tắc, một mũi tên phóng ra. Tầm bắn cây nỏ không xa như cung, nhưng xét về hữu hiệu trong khoảng cách gần, tốc độ và lực đạo lại hơn cung. Mũi tên được bắn từ cây nỏ cơ được đặc chế, thậm chí có thể xuyên từ trước ngực ra sau lưng người, lực đạo cực kỳ kinh khủng. Trần Luân không để ý gì khác, nhào đến nghiếp chính vương đứng cách mình không xa. Nhưng, không còn kịp. Cho dù đã dùng hết toàn lực, anh ta vẫn không đuổi kịp trận bão tên bắn ra anh chờ mắt nhìn nó bay lướt qua mắt mình như một tia chớp. Ngay tích tắc xẹt qua đó, cơn gió sắc lạnh mù mịt kéo ra một vệt sắc lam âm u trước mắt anh ta. Là màu của kịch độc, đám tên độc này lại ở khoảng cách gần, tiếp tục lướt qua cạnh mấy vị chủ quan lễ bộ và nghi tào không hề cảm giác chuyện gì, thẳng đến bóng lưng đang đứng trước địch xa, bắn đến rất nhanh. Tim Trần Luân vì ngập trong tuyệt vọng cực kỳ và cảm giác sợ hãi, như muốn nổ tung trong lồng ngực thậm chí anh ta nghe rõ ràng trong tai mình, tiếng áp lực anh ách gột bằng máu. Trong địch xa, Khương Hàm Nguyên bỗng xoay người tung váy, nhanh như chớp, một chiêu rút cây trùy thủ chưa từng rời người mình, tung người toan phá cửa mà ra, đúng lúc này, từ trên địch xe vốn lặng lẽ như không hề có ai ngồi, chợt có bóng đen vọt ra, nằm ngón tay mở lớn, cánh tay lướt qua chỗ vừa ngồi rút ra một cây đao. Mũi tên bắn trên không trung bị cắt thành hai đoạn, phần sau cán tên xoay tròn, im ắng rơi xuống, phần mũi tên đang bay bị mất phương hướng, nhưng lực vẫn chưa mất, cùng với một tiếng phụt nặng nề cắm thật sâu vào bóng đổ trên đất cạnh xe, chỉ còn một đoạn cán lộ trên mặt đất. Lửa trượng soi sáng gương mặt người kia, ra là tướng quân cấm quân lưu hướng. Đêm nay ông tự thân lái địch xe cho đại hôn nhiếp chính vương. Mà mọi chuyện phát sinh, từ đầu tới cuối, không quá một hơi thở. Lúc này, chủ trì nghi lễ trước cổng chính vương phủ mới vừa kịp phản ứng, chủ quan và đám người trái phải phía sau mới đột nhiên dừng lại, lộ vẻ hoảng sợ trên mặt. Còn dân chúng trên giao lộ bị thủ vệ bao vây che chắn càng không thấy rõ, cho nên, chỉ biết họ huy động nhân lực vây bắt một đứa trẻ nghịch ngợm lỡ lọt vào khu cấm, giấy lên trận bạo động nho nhỏ. Khương Hàm Nguyên dừng bước sau cửa xe, rất nhanh, cô lại nghe tiếng chốc tụng ngoài xe trở lại. Có người bước đến mở cửa, cô nhanh chóng lùi lại, xoay người giấu chỉ thủ về, còn chưa kịp ngừng đầu, cảnh trước mắt chợt bừng sáng ánh sáng rực rỡ hắt ra từ cửa lớn vương phủ bỗng tràn vào trong xe trước mặt hai cánh cửa vẽ địch vân mạ vàng từ hai bên trái phải được hai lễ quan mở ra nhiếp chính vương thúc thận huy một thân lễ phục nghiêm chỉnh đứng trước xe cửa xe mở ra y đưa mắt nhìn cô gái trong xe cô buông lỏng tay cầm trùy thủ ngẩng lên hai người liền bốn mắt nhìn nhau một chốc ánh đỉnh sáng rực bao gồm cả bóng dáng người đàn ông đón nàng ở cửa xe này, cũng vọt vào trong đôi ngươi của cô. Tựa như một chốc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt y long lanh trong trẻo, không chớp mắt, chăm chú nhìn cô, duỗi tay về trong xe cô. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.